Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nha. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục với con app Kawin nha anh em. Chơi tài xỉu, chơi mấy trò đủ thứ để mà kiếm tiền online nha. Thì hôm nay mình vẫn chia sẻ về cách chơi tài xỉu. Trước nhất là công thức chơi tài xỉu nha. Công thức này thì chúng ta chơi khoảng tầm 10 tay đảo lại là có lãi nha anh em. Ví dụ như mặt trắng nhiều thì anh em đánh xỉu cho mình, mặt lẻ nhiều anh em đánh tài nha. Gãy thì gấp thép lên. Đó, đơn giản vậy thôi. Đánh khoảng tầm 10 tay đảo lại là kiểu gì cũng có lãi nha. 3 5 6 à. Có hai mặt lẻ nữa. Hai mặt lẻ thì tay đầu tiên mình sẽ nã tài nha anh em. Nã 500k thôi. Sương sương vốn 10 triệu đánh tầm 500k là hợp lý nha. Chơi vài tay tài xỉu rồi chút tí nữa ra chơi quay xe rồi chơi thêm nổ hũ nữa anh em. Chơi mấy cái đó dễ kiếm tiền. Tài xỉu á, thì anh em đừng có nên chơi lâu quá. Cái bộ môn này á, anh em chơi càng lâu thì nó sẽ càng dễ bị thua nha, càng là càng thua đó anh em chứ không phải dễ nữa đâu. Chơi càng lâu là chắc chắn sẽ càng thua thôi. Cái thuật toán tài xỉu đã có sẵn rồi nha. Chơi càng lâu là càng thua. Vừa rồi có ba mặt lẻ luôn đúng không? Tay này mình sẽ đánh tài tiếp. Vừa rồi là 355 mà. Tay này phải lụm tài tiếp thôi. Rồi ơi, tài 11 tiếp tục hấp nữa anh em, hai tay rồi đấy. Được 1 triệu rồi đó, nhanh gọn không? Anh em cầm vốn tầm 10 triệu ngày chơi theo cách này kiếm tầm 1 2 triệu là nó quá dễ luôn mà nó lại an toàn nha. Mà anh em chơi lâu quá thì mình thấy sẽ không ổn nha. Nên là đừng có chơi lâu quá. Có thể đổi trò khác chơi. Ví dụ như là nổ hũ hoặc là anh em chơi siêu xe cũng được. Rồi vẫn tài tiếp anh em. Ba tay liên tiếp, ba tay liên tục nha. Này khá đầu họng nha. Ba tay liên tục. Lãi được 1,5 triệu rồi. Làm một tay nữa đi. Hai mặt năm. Hai mặt năm chắc chắn cũng là tài nữa rồi. Chắc chắn là phải đánh tài nữa rồi đó. Cầu này cũng đang nghiêng về bên tài cũng khá là dễ chơi nè. Ui rồi ôi, vẫn tài anh em ơi. Bốn tay liên tục anh em ơi. Ảo thật đấy. Tiếp tục đeo đến khi nào nó gãy nha. Hai mặt lẻ muốn tiếp tục theo tài tiếp 500k này. Đơn giản như đang giỡn nha. Vô gặp ngay cầu ngon vãi cái chữ nè. Từ nãy giờ mà mình đánh tay 1 triệu là vô mánh rồi. Lãi được 5 6 triệu rồi. Đúng không? Vẫn tài 11. Ui. Ảo thật đấy. Rồi ơi, năm tay liên tục anh em ơi. Vẫn là ba mặt lẻ hả? Tiếp tục tài đi. Cầu này tài dài ghê anh em. Kinh vãi chữ. Tài dài kinh khủng tài này mà ăn nữa thì đéo tin luôn á. Chứ rồi vẫn ăn anh em, vẫn tài 11 anh em ơi. Ảo thật đấy. Thôi thôi được rồi. Được rồi. Vô chơi tí lãi được ba củ là nhanh gọn anh em. Giờ mình ra mình chơi thủy hử nha. Vô thủy hử kiếm tí đi. Rồi quay 900k hơi nặng đó. Chơi liều không anh em? Liều 900k thì ăn nhiều quá. Liều ăn nhiều quá. Rồi hai cái hút rồi. Mới vô hút hai cái đi hết 1,8 triệu rồi. Nhớ vô nó hút liên tục anh em, hút hai phát đi hết chịu. Lãi được 3 triệu bên đó giờ cúng hết rồi anh em. Nhanh vãi. Bởi vì quay 900k rất là nguy hiểm. 1 triệu 2. Nhưng mà liều thì ăn nhiều anh em. Còn không liều thì ăn ít nhé. Nhiều khi anh em quay nổ ra được một pha to kinh khủng nhưng mà lúc đó tiền quay ít quá thì lại nổ ít. Cay thêm. 1,7 triệu nè. Đó, có cờ là có tiền. 4 triệu anh em ơi, lên lại đấy. Nếu có hiện cờ lên là có tiền nha, cờ đỏ hoặc cờ xanh. Cờ xanh thì tiền sẽ nhiều hơn. Pha này 2 triệu 3 nè, cũng đã nè. Vô 1,8 triệu bèo. Quá ổn anh em.
quay tầm này mà lên được 20 là ngon, nghỉ luôn. Vốn 13 triệu rưỡi mà lên được 20, lãi được 6 triệu rưỡi là quá ok. 2 triệu 3 nè, rồi lên 20 là cái chắc rồi, nhìn là biết rồi, nó đủ luôn rồi đó nè. Quên tắt nữa, giờ nó quay nó hút nữa mà. Kỳ vãi chữ. Ngon 17 triệu à, 600k. Thường chơi này mình bấm tự quay thôi nè, làm biến bấm từng cái lắm nè. 1 triệu 3 rồi, lên đi. Một pha 4 triệu nữa đi, 1 triệu 8. Hồi nãy lên 20 nghỉ rồi anh em, giờ hút lại rồi. Má cây vậy, cây quái đái nè. Úi rồi ôi, 3 triệu rưỡi anh em ơi, sướng sướng. Được phát 3 triệu rưỡi sướng nha. 4 triệu nè, để xem. 1 triệu 7 nha. Trời ơi, hết rồi, hết rồi. Bắt ổn, bắt ổn, bắt ổn anh em ơi. Hút rồi. Con bà nó cây thì cái chứ. Nghĩ đi. Nó cây thì. Ừ, 16 triệu 3 600. Vậy lãi được 3 triệu 6 nè. Thôi nghỉ anh em ơi.